Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại tất cả các anh các chị hôm nay. Em về thêm một chiếc xe quá đẹp luôn, quá đẹp và quá chất. Một chiếc xe mà rất là nhiều các anh các chị đang quan tâm. Hyundai Elantra bản Sport 1.6 Turbo, biển 34 Hải Dương, chạy hơn 4 vạn, sản xuất 2018. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà mình nhá. 1.6 Turbo, chạy hơn 4 vạn, 2018, em đang chào bán là 585 triệu. Có trách nhiệm rút hồ sơ cho các bác. Giá này thì là em đang giá bán rồi. Nên là bác nào thiện chí yêu thích chiếc xe Elantra bản Turbo này thì xin vui lòng liên lạc trực tiếp cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian thì các bác anh các chị ghé qua showroom của bên em, duy nhất một địa chỉ: 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, để xem xe và thương lượng về giá cả. Xe em bán ra có văn bản cam kết để các anh các chị đi test kiểm tra lỗi hoàn tiền 100%. Xe nguyên zin, máy số, keo chỉ zin, xe không tai nạn, xe không ngập nước, xe không tranh chấp, không phạt nguội, không nợ phí đường bộ. Các bác anh các chị nếu như đang tìm hiểu, đang quan tâm chiếc Elantra bản Sport Turbo này thì cùng ngắm và cùng tham khảo qua chiếc xe này nhá. Quá đẹp luôn ạ. Xuất sắc luôn, rất lâu lắm rồi em mới mua được chiếc xe như thế này. Mua được chiếc xe Elantra Turbo. Hệ thống đèn bi này, đèn bi xenon viền rải led. Cái dòng bản Turbo này nhìn cái đèn và cái đầu xe của nó rất là bắt mắt luôn. Nhìn cái rất là khỏe xe và rất là thể thao. Phía trước chiếc xe này đang mang biển số 34 Hải Dương. Các anh các chị biết rồi đấy ạ, dòng Turbo này thì tốc độ tăng tốc mã lực của nó cực kỳ cao luôn. Đi cầu tốc thì miễn bàn, hệ thống là răng hợp kim 5 chấu ở tiêm đa chấu, rất là đẹp, từ lốp lắp cho đến la răng, xi nhan tích hợp trên gương. Em đang quay về phần ngoại thất nhé. Đây. Tốc độ tăng tốc mã lực nhanh. Xe rất là thể thao. Nhìn rất là khỏe xe, giá thành cũng rất là hợp lý. Chiếc Hyundai Elantra bản Sport 1.6 Turbo. Và bây giờ em sẽ lướt qua nội thất và sau đó em sẽ quay khoang động cơ. Dòng Sport Turbo này thì xe đã có trang bị ghế chỉnh điện, có trang bị gương kính chỉnh điện, hệ thống cân bằng điện tử, đặc biệt là chiếc vô lăng thể thao. Đấy, chiếc vô lăng thể thao các anh các chị nhìn này, xe quá đẹp. Chạy hơn 4 vạn, phím tích hợp trên vô lăng, lấy chuyển số thể thao trên vô lăng, chế độ ga tự động, chế độ ga tự động, chế độ đàm thoại rảnh tay, lấy chuyển số thể thao trên vô lăng, đề nổ thông minh start top, xe màn hình theo xe, camera lùi đầy đủ. Chiếc xe này đặc biệt chủ xe đã thêm một chiếc camera hành trình. Đây là một chiếc camera hành trình tích hợp ở trên xe rồi. Cửa sổ trời. Xe thì chủ cũng đã lên sàn 5D. Chiếc xe này biển 34 Hải Dương ạ. Biển 34 Hải Dương. Quá đẹp cho một chiếc xe Hyundai Elantra bản Sport Turbo. Bản Sport 1.6 Turbo. Bản Sport là bản thể thao, cũng là phiên bản đắt tiền nhất, phiên bản cao cấp nhất của dòng Hyundai Elantra. Em sẽ quay qua khoang động cơ. Chiếc xe này vừa mới về, máy zin, số zin, xe cam kết không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, bao test toàn quốc cho các anh các chị và các bác.
anh chị các bác đang có nhu cầu quan tâm tham khảo chiếc Elantra Turbo này thì xin vui lòng đến trực tiếp showroom của bên em, 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, để xem xe và thương lượng về giá cả. Đăng ký kênh của em để có thể cập nhật nhiều hơn nữa các bác nhé. Xe đi hơn 4 vạn, biển 34 Hải Dương, rất là đẹp luôn ạ. Đang chào bán là 585 triệu. Cảm ơn các bác, anh, các chị đã quan tâm. Hẹn gặp lại video tiếp theo.